Chào anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Điện Thoại Tây Ninh nha. Thì hôm nay là một ngày mát nha quý anh chị. Tiếp tục em sẽ giới thiệu anh chị những căn nhà giá rẻ tầm trung nằm ở khu vực thị xã Hòa Thành nha. Thì hôm nay em đang đứng tại vị trí là xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nha quý anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một loạt ba ngôi nhà dính liền kề với nhau nằm ở vị trí đắc địa gần xã Trường Tây nha quý anh chị. Khúc này mình đi ra xã Trường Tây khoảng hơn 100m thôi, và mình ra lộ nhựa đường lớn của mặt tiền đường Ủy ban xã Nhân dân Trường Tây rồi quý anh chị. Đấy, thì ngôi nhà này có diện tích là bề ngang 4m rưỡi. Em sẽ giới thiệu từng ngôi nhà cho quý chị xem nha. Ngôi nhà này với ngôi nhà này thì nó ngang diện tích với nhau, ngôi này thì nó lớn hơn. Bề ngang của ngôi nhà này là 4m rưỡi, bề hậu vô là 18m, 100% thổ cư nha quý anh chị. Đấy, đây là mặt dựng của ngôi nhà nè. Ngôi nhà này thì cánh cửa có 4 cánh nha. Và được chủ lát gạch phần mặt dựng hết luôn nha quý anh chị. Đấy, bề ngang là 4m rưỡi, bề hậu là 18m, 100% mét thổ cư. Đấy, đặc biệt là ngôi nhà này mình thấy diện tích là ngang là rất là thấp, ngắn đúng không? Nhưng mà vô phòng khách của mình là mình thấy rất là rộng luôn. Chủ thiết kế rất là thông minh nha quý anh chị, để do cái phần diện tích của phòng khách mình tiếp khách với lại mình sinh hoạt ở trên đây nhiều đấy, thì khu vực này đặc biệt phải rộng. Và khu vực này em nhắm khoảng hơn 22m2 nha quý anh chị, rất là rộng luôn. Ở đây đặc biệt mình có thể là thờ phượng ở đây cũng được nè, gắn tivi và dán tường để tăng thêm độ sinh động cho cái phòng khách của mình. Đặc biệt nó đã gọi là rộng rồi, và cũng được lát gạch lên tới khoảng 2m nha quý anh chị. Đây là cầu giao CB. Khung cửa này thì nhìn rất là đơn giản, cách điệu nhưng mà rất là sang nha quý anh chị. Cửa là kiến cường lợt hết. Đấy, khu vực này nhìn phía trước là một đám cao su và cũng nhà người ta luôn. Đường này là đường đất 10m nha quý anh chị. Đường này đường đất 10m, ăn ra đường lộ lớn, đường nhựa 20m, mặt tiền đường Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây. Đấy, đây là khu vực phòng khách của mình. Vô khu vực phòng khách là thấy là rất là thoải mái rồi. Đây là cửa sổ. Cửa sổ mình kéo ngang nha, để lấy ánh sáng vào. Đây, đây là hành lang của mình. Đấy, khu vực nhà chỉ có 18m hậu mà lên đến 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 toilet nha quý anh chị. Vẫn không thua những nhà hậu 20-30m đâu. Đấy, đây là khu vực phòng ngủ của mình. Hơi tối để em bắt lát lên cho mấy anh chị thấy ha. Đây, đây là khu vực phòng ngủ của mình. Với diện tích là cũng gần 10m2 nha quý anh chị. Ngôi nhà này thì em thấy không có thua những cái ngôi nhà. À, có đèn luôn này quý anh chị ơi. Không thua những ngôi nhà bề ngang 5m, bề hậu vô 30m nha quý anh chị. Đấy, một phòng ngủ. Tiếp tục đây là cũng sẽ là một phòng ngủ tiếp theo. Diện tích cũng gần 10m2. Ở khu vực rất là thoáng đãng và yên tĩnh nha quý anh chị. Với một ngôi nhà như giá tầm trung như thế này thì được 2 phòng ngủ luôn. Mình có ở một gia đình nha quý anh chị, hoặc là hai gia đình luôn. Đây, đây khu vực hành lang. Đó là 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Vô mình đã thích được cái phòng khách rồi nha quý anh chị. 2 phòng ngủ cũng rất là ok. Tiếp tục đây là khu vực phòng bếp. Đấy, chủ thiết kế rất là gọn đẹp luôn. Đây là bộ nội thất của phòng bếp của mình. Được lát gạch lên tới trên tường luôn nha. Cái màu gạch thì tương đối không có hợp mắt mình một xíu, nhưng mà tương đối nhìn rất là sạch. Đấy, đây là cửa sổ lấy ánh sáng ở khu vực ngoài vào. Nói chung là khu nhà này với cái giá tiền như thế này mà thiết kế được 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và bếp rất là ok, thì mình khỏi phải bàn về phần giá cả nữa nha. Đây, đó, anh chị nhìn đi, khá là sang trọng luôn. Một xíu em sẽ nói giá tiền cho anh chị nghe. Đây là vẫn còn khoảng giếng trong, giếng trời nha, lấy ánh sáng có thể phơi đồ. Đấy, trên đây thì chưa được bố thí kẽm B40 để đảm bảo an ninh đấy. Bồn nước mình để ngoài nha. Ok không quý anh chị? Đây là toilet, em sẽ mở cửa toilet cho quý anh chị xem. Đây, toilet đây, nhà đến có 18m hậu thôi mà đầy đủ hết nha.
Đấy, đây là bồn vệ sinh nè, đây là tắm nè, nội thất cũng tương đối nha quý anh chị. Ở trên là được đổ bê tông rồi nha quý anh chị, chắc chắn luôn. Bồn nước mình để trên đấy, ok ha. Cái đây là bồn đi vệ sinh cũng tương đối cao cấp nha. Đây, tương đối là như vậy. Em cho quý anh chị nhìn sơ lại toàn cảnh của ngôi nhà nha. Đây, trên đây vẫn là la phong hết. Thì hiện tại ngôi nhà này được chủ báo giá là 720 triệu nha quý anh chị. Thổ cư toàn đất hết luôn, ngang 4,5m, dài 18m. Có một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp và một toilet khu vực phía sau. Đấy, nhà này vừa mới xây hoàn toàn mới luôn. Nằm ở khu vực là xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 720 triệu cho một ngôi nhà như thế này, kiên cố chắc chắn nha anh chị. Và ba ngôi nhà liền kề luôn. Đấy, tương đây là sơ bộ thông tin một ngôi nhà lớn nhất ở trong đây, để cho anh chị tầm tài chính là khoảng 720 triệu có thể đầu tư hoặc là mua ở ngay luôn anh chị. Khu vực này đặc biệt đông dân cư nha, mình yên tâm, điện nước đầy đủ, nhà cửa người ta vẫn sinh sống san sát nhau hết nha anh chị. Đấy, tiếp tục thì em sẽ quay qua ngôi nhà bên đây. Thì ngôi nhà, hai ngôi nhà này nè cũng như nhau thôi, vậy em lấy ra một căn để em quay cho quý chị xem nha. Đây, thì em quay qua căn bên đây. Căn này là bề ngang cũng là 4,5m, bề hậu thì chỉ có 14m thôi, bề hậu chỉ có 14m thôi, ngắn hơn ngôi nhà kia là 4m. Nhưng mà điều đặc biệt là quý chị sẽ biết về giá và thiết kế nội thất bên trong nha. 4,5m. Đây, vô ngôi nhà này thì khu vực bên trong này mình thấy là khoảng, cảm giác là khoảng gần 20m², tương đương những ngôi nhà lớn xưa kia. Nhưng mà khu vực này thì chủ lúc nào cũng ưu tiên cho cái phòng khách của mình rất là rộng, để ở đây, trên đây là mình sinh hoạt trên đây mà anh chị, để mình lúc nào cũng cảm giác là ngôi nhà mình không có bị chật nha. Tại khu vực này là thường xuyên mình sinh hoạt ở trên đây. Đây, đây là ngôi nhà của mình, khu vực này là gần 20m². Tiếp tục là đi xuống khu vực hành lang giữa phòng khách và phòng ngủ, đặc biệt vẫn là hai phòng ngủ nghe quý anh chị, diện tích tương đương gần 10m² như vậy luôn. Sao quý anh chị thấy rộng không? Đấy, sang trọng đàng hoàng nha, gạch vẫn là màu bên kia, chỉ có tương đối khác cái phòng khách thôi. Ngôi nhà này thì cái màu gạch em không thích cho lắm, nhưng mà vẫn sạch nha quý anh chị. Đó, đây là khu vực phòng khách của mình, phòng ngủ của mình. Bên đây vẫn là được một phòng ngủ nữa nha. Đây, bên đây vẫn còn phòng ngủ nữa. Diện tích gần 10m² nha quý anh chị. Đây là trong một trong là những cái siêu phẩm giá mềm để mình có thể mua và ở ngay luôn. Không chỉ không phải để những người dân đầu tư chuyên nghiệp mua nha quý anh chị. Đây, hành lang của mình rất là rộng luôn nha. Có một số ngôi nhà thiết kế thì lấy được cái khoảng hành lang này nè quý anh chị, ngắn vô để cho cái phòng ngủ của mình rộng ra. Nhưng mà đặc biệt ngôi nhà này thì hành lang vẫn rộng mà phòng ngủ mình vẫn rộng luôn, được hai phòng ngủ. Đây là tiếp tục là một khu vực bếp. Thì em được nghe anh chủ nhà chia sẻ là cái khu vực này dưới đây mình xuống mình nấu ăn xong thì mình di chuyển lên thôi, chứ mình không có đứng lâu, cho nên là mình không cần làm diện tích rộng quá rộng. Nhưng mà ở đây em nhìn tương đối cũng khá rộng rồi chứ không phải không rộng đâu. Đó, cho nên là tiết kiệm phần diện tích đó để cho cái phòng khách và phòng ngủ của mình. Nhìn mini nhưng mà rất là sang nha quý anh chị. Đấy, đây là phòng bếp của mình. Tiếp tục cuối cùng đây là khu vực toilet, có lẽ là toilet đặc biệt và giếng trời. Đây, vẫn tương đương diện tích như bên kia nha quý anh chị. Đấy, cao ráo, ba ngôi nhà liền kề với nhau nha. Đây là khu vực toilet của mình, tương đương với toilet lúc bên kia. Đấy, nhìn cũng sang trọng quý anh chị, có bồn xịt đàng hoàng nè, bồn ngồi nè, đồ xả nước cho thùng nè, vòi sen nè. Đấy, vòi sen cao và sen thấp nè quý anh chị. Đổ bê tông đàng hoàng để cho mình để cái thùng đựng nước nha, bồn đựng nước đấy.
Tương đối thì hai ngôi nhà với diện tích là 4,5 m, dài 14 m, 100% thổ cư, và có một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp, một toilet. Chủ kêu giá là hai ngôi nhà này để bán nhanh là 600 triệu một căn nghe anh chị, còn thương lượng đấy rất là rẻ luôn. Nhà như thế này ở được hai gia đình mà giá rất là rẻ, giá mềm, nằm ở vị trí yên tĩnh, thuộc thị xã Hòa Thành nghe quý anh chị. Đấy, thuộc thị xã Hòa Thành. Còn chần chừ gì nữa mình không ngắt máy, điện ngay cho em qua số điện thoại là 0981877139 để liên hệ xem nhà và đặt cọc quý anh chị. Nhà này người ta xem cũng khá đông đấy và đang thương lượng lắm quý anh chị. Đấy, thì em xin nhắc lại nha, ba ngôi nhà của mình. Đấy, một ngôi nhà với diện tích là ngang 4 m, dài 18 m, một phòng khách rất là rộng, hai phòng ngủ, một bếp và một toilet, rất là rộng luôn nha, với cái giá tiền là 720 triệu, còn thương lượng đấy, còn thương lượng. Đây là ngôi nhà em vừa nói xong, và ngôi nhà, hai ngôi nhà hai bên kế bên đây, với diện tích là ngang 4,5 m, dài 14 m, một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp, một toilet. Với giá tiền là 600 triệu còn thương lượng, và diện tích là thổ cư, ba ngôi nhà này là toàn hết đất luôn nghe quý anh chị, 100%. Vị trí này là xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đường này là đường đất 10 m, tương lai đường này sẽ lên nhựa và đi ra Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây, chỉ khoảng chưa đầy 100 m thôi quý anh chị. Đấy, điện nước khu vực này đầy đủ nha, trong kia vẫn còn đường đi quý anh chị, không phải là đường cục nha. Đường điện mình đi vô đường điện nhà nước nè. Đấy, xung quanh đây nhà ở san sát nhau không quý anh chị. Bên kia vẫn có nhà nha. Đấy, vườn cao su này đảm bảo là lấy được không khí mát cho ngôi nhà của mình, ba ngôi nhà luôn. Đấy, ngôi nhà nóc thái đây. Và đây là nhà của người ta. Đấy, trên đây là một số thông tin về ngôi nhà, ba ngôi nhà hôm nay siêu phẩm để em giới thiệu anh chị có thể mua để ở. Thì em xin kết thúc video từ đây. Nếu anh chị nào có nhu cầu mua để ở và hoặc là đi tham quan tham khảo cũng vẫn được, thì liên hệ em qua số điện thoại là 0981877139. Em sẽ tận tình giáo anh chị đi xem nhà kỹ lưỡng về các chi tiết em đã review. Quý anh chị xem kênh ủng hộ em bằng cách là đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để nhiều người biết đến kênh của em và nhiều người tham khảo được những cái mẫu nhà, những cái giá nhà, giá đất ở nằm ở đây khu vực tỉnh Tây Ninh. Chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau. Chúc anh chị một ngày chủ nhật vui vẻ.